Cá bảy màu rồng xanh, giá rẻ, cách nuôi, nơi bán. Cá bảy màu rồng xanh có lớp vảy màu ánh kim pha xanh đen, tạo hiệu ứng lấp lánh đầy vi diệu trong môi trường ánh sáng tán xạ. Vậy nên, trông chúng như những nàng tiên cá trong bể nước. Lỡ nhìn thấy là như bị mê hoặc, mải ngắm rồi chẳng nỡ rời đi. Một, Đôi nét về cá bảy màu rồng xanh Rồng cá trên tuy có vẻ ngoài mi nhon nhưng nhờ tạo hình cực đẹp mắt nên rất được săn đón. Và nếu bạn quan tâm đến chúng thì hãy cùng điểm qua đôi nét về pet cưng này nhé. 1.1 nguồn gốc Loài vật này còn có danh xưng khác là cá khổng tước xanh. Chúng có xuất xứ từ Indonesia, một số đại diện đến từ xứ sở chùa vàng với hình thức đẹp ngang ngửa. Quá trình phối giống, lai tạo cũng chủ yếu diễn ra ở hai cái nôi này. Du nhập vào Việt Nam, chúng được thuần hóa theo khí hậu địa phương nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ vốn có. Thậm chí, nếu chăm nuôi trong điều kiện lý tưởng, con vật còn lên màu đẹp hơn cả phiên bản gốc. 1.2 Đặc điểm Khổng tước xanh có kích thước bé xinh xinh chỉ dài hơn ngón tay người trưởng thành không đáng kể. Chúng có đầu nhỏ và thuôn, mắt đen, phần ngực bụng phình to hơn hẳn so với lưng và đuôi. Đặc biệt, toàn thân cá phủ lớp vảy rồng siêu dày dặn, khoác lên mình tun màu xanh ánh bạch kim. Xen kẽ là những chấm bi đen tuyền cực nổi bật. Vây ngực và vây hậu môn kém phát triển nhưng bù lại vây và vây đuôi thì đẹp cực phẩm đặc biệt là phần đuôi rộng như nan quạt, hệt như đuôi công khi xòe rộng. Đó cũng là lý do chúng được gọi tên theo giống chim xinh đẹp này. 1.3 Tính cách Cá guppy xanh vô cùng thân thiện và đáng yêu, cực hiền lành. Chưa từng ghi nhận trường hợp tấn công những cá thể lân cận. Bên cạnh đó, loài sinh vật cảnh này còn khá hiếu động. Di chuyển qua nhiều tầng nước để kiếm ăn và thường chui rúc vào đá, cây thủy sinh để rỉa mồi. Hãy dựa vào những điểm đặc trưng này của cá bảy màu để xét up môi trường nuôi sao cho phù hợp. 1.4 sinh sản Ở loài vật này, con được thường có kích cỡ bé hơn con cái. Thế nhưng bù lại, chúng lại sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo từ form dáng cho tới màu sắc lung linh. Vậy nên khi đến tuổi thuần thục, 2 đến 3 tháng, chúng thu hút được khá nhiều bạn tính và tiến hành thụ tinh trong. Điều thú vị là không giống với phần lớn các đại diện khác, cá khổng tước xanh đẻ con với số lượng 30 đến 50 cá bột mỗi lứa. 2. Cách nuôi cá bảy màu rồng xanh khỏe mạnh, sống lâu. Để đồng hành cùng loài vật đáng yêu này, giúp chúng sống thọ, ít bệnh tật và lên màu đẹp thì khi chăm sóc đừng quên những điều đặc biệt sau. 2.1 thức ăn. Với kích cỡ chỉ ở mức 5 đến 8 cm, đây là loài vật không có nhu cầu cao về mặt dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc cung cấp phun thành phần là điều tối cần thiết. Theo đó, bạn có thể lựa cùng lúc ba loại thức ăn. Thứ nhất là đồ tươi sống như tép, trùn quế, động vật phù du, hồng trần, vân vân. Thứ hai là đồ khô như các loại cám tổng hợp. Thứ ba là thức ăn kích thích quá trình lên màu của đuôi và vảy như bo bo, artemia, tảo bột. Lưu ý, chỉ cần cho ăn hai bữa trong ngày, sáng tối. Tổng lượng thức ăn không quá 20% khối lượng cơ thể để ngăn ngừa hệ quả tiêu cực do dư thừa chất. 2.2 bể nuôi. Bể nên có độ dài tối thiểu 55 cm, rộng chừng 30 cm trở lên. Loại nước lý tưởng để nuôi loài vật này là nước ngọt tự nhiên đã xử lý mầm bệnh. Với nền nhiệt cực thuận 26-31 độ C, pH trung tính 6,8-7,5. Và như đã chia sẻ, khổng tước xanh khá tinh nghịch nên bạn hãy thả thêm tảo, rêu, dòng đuôi chó. Điều này không chỉ nung chiều tính cách của con vật mà còn giúp tăng tính mỹ quan của bể. Hàng tuần, hãy rút bớt 50% lượng nước trong bể. Sau đó cho vào một thể tích tương ứng để cân bằng nồng độ các chất. Sau mỗi 3 tuần, Hãy tháo nước toàn phần, chuyển tạm cá sang một âu nhỏ. Xử lý đáy bể trước khi dẫn nước sạch vào. Như vậy sẽ hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm bệnh và gia tăng tuổi thọ ở con vật. 2.3 Nuôi chung. Cá bảy màu xanh là con vật cực thuần tính nên bạn có thể nuôi ghép cùng cá xiêm, cá ông tiên, cá đuôi kiếm, cá tam giác. Sự cạnh tranh nhẹ nhàng về thức ăn, ánh sáng và nơi ở của chúng còn nâng cao sức sống, giúp lên màu đẹp hơn. 3 cá bảy màu rồng xanh giá bao nhiêu tiền? Khi nhìn vào diện mạo hấp hồn của con vật này, nhiều người sẽ nghĩ giá thành sẽ lắm đây. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, bởi thị trường không hề hiếm nguồn hàng. Cá lại cực dễ nuôi nên chi phí cũng được tối ưu đáng kể. Điều thú vị là khi bán ra, chúng thường được xuất theo cặp, mua được một cái, có hai lựa chọn để bạn tham khảo: cá con, cá bột 150-200 nghìn cặp, cá trưởng thành 400-600 nghìn cặp. 4 Mua bảy màu rồng xanh ở đâu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh? Không khó để bạn bắt gặp những cửa hàng kinh doanh cá bảy màu rồng xanh. Tuy nhiên, để chấm một địa chỉ cung ứng mặt hàng này lại chẳng dễ dàng chút nào. Bởi nếu lơ là khâu tuyển chọn thì rất có thể bạn sẽ mua phải hàng lởm, giá chát. Và lời khuyên dành là hãy tìm đến những đơn vị chuyên phân phối cá cảnh đã hoạt động lâu năm. Bên cạnh đó, cũng đừng quên việc tham khảo review từ cộng đồng để có được đánh giá khách quan hơn. Cuối cùng là ưu tiên đại diện có chi phí phải chăng để được tối ưu về giá. Cách làm trên sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro xuống mức không. bé cương nhận về vừa có sức sống tốt, lại vừa thuần chủng, dễ nuôi. Không chỉ vậy, các địa chỉ này còn hướng dẫn bạn cách chăm sóc và tư vấn, hỗ trợ tích cực khi phát sinh vấn đề. Khác xa so với trải nghiệm khi mua từ các cá nhân, cơ sở nhỏ lẻ hoặc bán hàng rong phải không ạ? À. Cá bảy màu rồng xanh khoác lên mình vẻ đẹp kiều diễm, tưởng là đồng đảnh khó chịu nhưng lại thân thiện và hiền lành hiếm có. Vậy bạn còn phân vân gì mà không săn ngay vật nuôi hot che này? Vật nuôi hot che.